Tiếp tục qua việc anh chị ơi. 3 lầu 1 trệt nhà hoàn công, mặt tiền kinh doanh. Vincom Di An, ngã tư 550. Quá trời đẹp luôn. Nếu mà nói về vị trí trung tâm thì đây được ví là trung tâm của trung tâm. Quý chị nha. Tại vì thuộc phường Di An là thuộc phường của trung tâm. Quý chị. Mà chỗ này thì rất là gần Vincom, rất là gần với ngã tư 550. Đấy. Anh chị ơi, đã là vị trí đẹp rồi, đã là nhà hoàn công rồi, nhưng mặt tiền là kinh doanh. Nhưng mà anh chị sẽ bất ngờ ngay về mức giá của căn nhà này. Đấy. 3 tỷ 700 triệu. 3 tỷ 700 triệu. Anh chị nghe không nhầm đâu. Giá còn bớt còn thương lượng, giá mua bán sẽ còn dưới giá này. Thấy chưa? Một căn nhà 3 tầng lầu, 1 tầng trệt như căn nhà này mà với mức giá này thì trên thị trường ở khu vực Vincom Di An và thuộc phường Di An không có. Anh chị nhá. Nhất là những anh chị nào am hiểu thị trường, xem nhiều, nghiên cứu nhiều, đi xem nhiều, anh chị sẽ biết. Rẻ không anh chị sẽ biết ha. Còn trong video của em Hải Review em sẽ nói ra những cái vấn đề đó ha. Có một số anh chị thắc mắc là tại sao rẻ em không mua đi. Kính thưa với anh chị là thứ nhất em không có tiền. Thứ hai là đâu phải cái nào mình cũng mua hết được ạ. Đúng không ạ? Thế mình mua hết thì mình đâu có cần gì phải đi bán làm cái gì, đúng không? Tại vì em, bản thân em là môi giới ha. Em làm dịch vụ của anh chị ha. Nên em mong muốn mang tới cho anh chị mình những cái giá trị ha. Những cái bất động sản, những cái căn nhà, những cái lô đất mà phải đẹp, phải hơi. Đó quý chị. Tại vì sao ạ? Tại vì em có rất là nhiều nhà đất quý chị mà không phải cái nào cũng quay phim hết được quý chị ơi. Nên là em phải chọn, đúng không ạ? Một ngày chỉ quay được mấy cái video thôi. Nên là mình phải chọn cái nào rẻ nhất, hời nhất, đang cần bán nhất thì mình sẽ ưu tiên, mình sẽ quay phim trước. Đấy ạ. Thì để khi đó mình sẽ tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Thì mình sẽ bán được nhanh hơn. Đó, được việc ơi quý chị ha. À, nên là nhiều anh chị rất thắc mắc và có nhiều anh chị nói có vẻ hơi khó nghe. Thôi không sao ha. Đây. Đường này quý chị. Đường phía trước của căn nhà của mình em sẽ mang tới cho anh chị mình là đường có tên, đường thông hai đầu, đường này kinh doanh, đường này kinh doanh được anh chị nhá. Đường ô tô, đường thông hai đầu kinh doanh được anh chị nhá. Hàng xóm kinh doanh này. Đây, quay thực tế nhá, bán tạp hóa quý chị ha. Ở cái đường này mình có thể kinh doanh bán tạp hóa, cà phê, bán nước, bán thuốc tây, làm tiệm tóc, làm spa, làm nail đồ đó quý chị ha. Đó, gọi là kinh doanh vừa vừa anh chị nhá. Còn sầm uất là không có. Đấy thì em cũng phải nói luôn để cho anh chị mình hình dung ha. Với một cái vị thế như căn nhà này mà nằm trên cái cung đường này, với một vị trí tại phường Di An, thành phố Di An, một vị trí liền kề và giáp ranh kế bên ngã tư 550 và gần với Vincom Di An, từ đây di chuyển ra đó đúng 500m anh chị nhá, thì với mức giá này là trên thị trường không có ha. Hai tầng lầu sẽ có 4 cái phòng ngủ, ở phía trên tầng lầu tiếp theo là tầng thứ 3 sẽ có một phòng thờ, hai sân thượng phía trước, quý chị thấy mê không? Đó, vậy là nhà mình sẽ có 4 cái phòng ngủ, hai cái sân thượng, một cái phòng thờ ha. Còn ở dưới đây sẽ có sân trước và có phòng khách, nhà ăn đầy đủ, công năng quá tuyệt vời ha. Nếu mà nói về công năng là căn nhà này là công năng như vậy là quá tuyệt vời rồi anh chị ơi. Sân trước đây ạ. À, em sẽ quay nhanh hơn được một chút xíu nha. Sân trước này thì anh chị để ô tô 4 chỗ thôi ha. Ô tô 4 chỗ để được anh chị nhá. Còn không thì mình muốn để 7 chỗ thì mình làm lại cái khu vực phòng khách này một chút xíu đi vào đây. Tại vì em thấy cái khu vực phòng khách này cũng khá là rộng này quý chị ha. Đó, nếu mà muốn để ô tô 7 chỗ anh chị nhá. Còn không thì mình cứ để vậy. Còn để xe máy thì thoải mái rồi đó. Đây. Đó. Nhà mình á, là nhà hoàn công. Nhà hoàn công anh chị, nghĩa là căn nhà này được do chính chủ nhà hoàn công căn nhà này luôn rồi ha. Ở Bình Dương mình mà tìm nhà hoàn công á, có nhưng không có nhiều anh chị nha. Ít, có nghĩa là rất ít người hoàn công lắm quý chị ơi. Đó, nên em cũng lưu ý cho anh chị mình luôn ha. Quay lại cái sân phía trước để cho anh chị mình cảm nhận lại cái sân. Sân này thì em báo cáo anh chị mình là để chỉ để được ô tô 4 chỗ thôi nhá. 4 chỗ thôi, còn không để xe máy là thoải mái nhất á. Còn 5 chỗ là không để được đấy. Thì quay thì phải báo luôn cho anh chị mình, còn không làm mặt tiền kinh doanh nhỏ nhỏ ha, gọi là kinh doanh được anh chị nhá. Rồi. Ở tầng trệt vậy là em vừa ghi hình phòng khách và khu vực sân phía trước cho anh chị rồi nhá. Sẽ tới nhà ăn và ở phía sau là nhà vệ sinh. Thì kết cấu nó cũng giống như những căn nhà khác thôi ha. Nhà đang trong quá trình sử dụng anh chị muốn mới hẳn nữa thì về mình có thể bỏ ra một chút chút nữa ha. Mình sơn sửa lại cái nó mới thôi, không có gì ha. Nhà thì kiên cố chắc chắn, tại vì nhà này là người ta hoàn công. Dạ, nhà là do chính anh chủ nhà này này, anh ấy xây lên là để anh ấy ở quý chị nhá. Xây là để ở quý chị nhá. Đó, nên là khá là kiên cố và chắc chắn. Đấy. Thì ở trong đây em cũng sẽ quay sơ cho anh chị mình. Còn anh chị mình muốn đẹp hơn, ví dụ muốn sáng hơn, về mình có thể thay lại bóng đèn rồi sơn sửa lại một chút chút quý vị ha. Đấy thì nó sẽ đẹp hẳn thôi chứ không có gì cả, đúng không ạ? Rồi, em sẽ di chuyển các tầng lầu để quay các cái phòng ngủ. Phòng ngủ trên đây thì em xem sơ là cũng khá là rộng anh chị. Với lầu 1 và lầu 2 thì đều giống nhau, nên là em chắc là em sẽ quay nhanh hơn một chút ha. Mỗi lầu sẽ có cho anh chị mình hai phòng ngủ anh chị, hai phòng ngủ nhá. Một phòng ngủ trước và một phòng ngủ sau. Đây, em sẽ quay sơ sơ như vậy anh chị nhá. Đó, đây. Phòng ngủ này là ở phía trước của căn nhà, được chưa ạ? Anh chị dễ hình dung nhá. Rồi nhà vệ sinh mình đây nhá. Đây, nhà vệ sinh đây nhá. Đấy, có những cái cần phải che với chị ơi. Rồi, phòng ngủ tiếp theo, đây, phòng ngủ số 2. Đây ạ. Rồi, vậy là em trước mắt là em đang ghi hình cho anh chị mình hai phòng ngủ ở khu vực lầu 1 rồi nhá. Lầu 1 rồi nhá. Rồi, lên lầu 2 nào quý chị. Lầu 2 nó cũng sẽ tương tự. Tại vì nhà mình mỗi lầu sẽ có hai cái phòng ngủ ha. Đấy, là tổng là 4 cái đó quý chị ha, 4 cái phòng ngủ đó. Vậy là số lượng phòng ngủ khá là nhiều. Rồi, ngoài ra còn phòng thờ riêng rồi hai sân thượng các kiểu nữa quý chị ơi. Đây, lầu 2,
À, kết cấu và thiết kế là y chang khu vực lầu 1 luôn, với nhà vệ sinh ở phía ngoài đây, và bên đây sẽ là phòng ngủ của nhà mình. Đây ạ, được chưa ạ? Rồi, đây ạ. Rồi, em đi lùi nha. Đây, qua đây một cái phòng ngủ tiếp theo thôi quý anh chị. Đây ạ. Rồi là phòng ngủ số 4 cho anh chị nhà mình đây ạ. Rồi. Rồi, vậy là tổng kết 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ ha, có cửa sổ. Căn này 66 mét thổ cư hết luôn, thổ cư 100% luôn anh chị nha. Nhà kết cấu là 3 lầu 1 trệt nha, ngang 4 dài 16 mét rưỡi hướng Tây Bắc. Anh chị nào Tây tức Rạch Hợp, còn anh chị không quan trọng hơn thôi ha. Nhà nằm trên mặt tiền, đường thông, đường nhựa, à, đẹp luôn ha. Phường Di An, thành phố Di An, gần Vincom Di An. Ngã tư nào 50, 500 mét nha. Đúng 500 mét, không có xa đâu. Xíu nó đứng đây nhìn thấy Vincom, em sẽ quay cho anh chị mình. Đây, sân thượng này ở phía sau mình chặt phê đồ thưa quý chị nha. À, sân thượng phía sau chặt phê đồ. Rồi, giếng trời ngăn cách, phòng thờ đây. À, vậy là quá ok rồi quý chị. Cho một căn nhà 3 lầu 1 trệt nha. Nhà là do chủ nhà xây ở nha, kiên cố chắc chắn nha. À, rồi, đây. Ở chỗ phía trước đây là sân thượng và cái view của nhà mình đó là quý anh chị sẽ thấy được Vincom. Đây quý anh chị này, Vincom là mấy cái tòa nhà đó quý anh chị ha. Đó, tòa nhà Cham Vincom đó quý anh chị ha. Đây là đó rất gần nha. Rồi, 3 tỷ 7 còn bớt còn thương lượng cho anh chị thiện chí, nhà đã rẻ rồi. Mặt tiền vừa yếu tố kinh doanh và có thể là ở là quá tuyệt rồi ha. Anh chị ơi phù hợp thì alo ngay em Hải đi xem ngay căn nhà này nha. Rồi em xin cảm ơn anh chị.